Chào tất cả các anh chị, các bạn. Ở video này mình muốn chia sẻ về cho các bạn và các anh chị một cái cách, tức là khi chúng ta sẽ xử lý một cái file tờ rơi chúng ta in tại tiệm. Tại vì khi các bạn biết là đối với khách hàng, có thể là họ nhiều lúc họ cần số lượng nhiều, đôi khi mà họ đang cần gấp thì bắt buộc là mình cũng nên nhận. Tuy nhiên là mình cũng khuyên các bạn là khi số lượng nhiều thì chúng ta nên đẩy qua nhà in để chúng ta làm cho nó dễ hơn. Còn đối với mà ví dụ như khách hàng mà đang càng gấp, thì tại vì các bạn biết là nếu các bạn đang sử dụng mực, thứ nhất nếu mà các bạn đang sử dụng máy in phun thì thứ nhất thời gian xử lý công việc rất là lâu. Cái thứ hai, nếu mà các bạn sử dụng cái máy in laser màu hoặc là máy in màu bằng laser thì cái tiền mực nó rất là cao. Do đó các bạn, nếu mà các bạn in mà số lượng nhiều, thứ nhất là máy chạy nó rất là rác máy. Cái thứ hai là cái giá thành, nếu các bạn tính toán không kỹ thì các bạn sẽ lỗ về tiền mực. Do đó là đối với khách hàng, khi mà thật sự cần thiết thì mình nên mới sử dụng cái máy xử lý tại tiệm. Còn nếu đối với số lượng nhiều thì các bạn nên gửi qua nhà máy in để chúng ta chỉ ăn phần trên lợt thôi, thì nó sẽ khỏe cho mình rất là nhiều. Còn những cái máy mà mình đang sử dụng ở tiệm thì mình để in những cái sản phẩm có giá trị cao hơn, ví dụ như menu. Các bạn thử so sánh, nếu cũng một tờ menu các bạn in hai mặt thì cái giá trị nó sẽ cao hơn nhiều, các bạn sẽ in tờ rơi cho khách hàng. Do đó là khách hàng nó sẽ lựa chọn và nó sẽ đánh giá cái khả năng làm cái giá cả của tiệm mình. Do đó là có thể là mình sẽ bị mất mối. Chỉ trường hợp nào mà khách hàng thật sự cần thiết mình mới sử dụng mình in. Thì ở đây thì mình cũng sử dụng theo phương thức đó, nhưng mà chủ yếu là mình liên kết là chủ yếu. Tại vì đối với nhà máy in hiện tại bây giờ thì rất là nhiều và họ rất là cần những cái tiệm như mình. Tuy là số lượng nó không nhiều, nó nhỏ, nhưng mà ví dụ một tháng có thể là mình cái công nợ của mình hàng tháng có thể là 2-3 triệu, 5 triệu, hoặc là có thể là với số lượng nhiều thì nhiều hơn, thì họ cần những số lượng như vậy để họ ghép lắp vào những cái chỗ nhỏ của họ. Ví dụ trong cái bản in đó họ cần một khoảng trống thì họ sẽ lắp cái bản in vào của mình vào để họ có thêm thu nhập, và họ sẽ không có phải để trống cái bản in đó. Do đó là các nhà máy in hiện tại bây giờ cũng đang rất là cần liên kết với mình. Thì do đó thì các bạn có một video trước mình đã nói rồi, tại những cái lợi hại của sự liên kết là như vậy. Còn hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái cách mà để xử lý cái file của khách hàng gửi qua cho mình bằng cái file PDF, và cái cách mình xử lý sao mà để khi mà mình làm ra nó vừa cân đối, nó vừa đẹp mà nó lại vừa hợp lý, nó tránh cái tình trạng rắc rối cho mình. Nào, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn nha. Rồi, các bạn thấy khách hàng gửi qua mình trên phần mềm Zalo, đây là cái file PDF. Bây giờ mình sẽ download cái file PDF đó về. Bây giờ mình sẽ save vào trong laptop để mình cho tiện thao tác nha. Rồi, sau khi download về xong, các bạn mở cái phần mềm Corel lên. Chúng ta đối với file PDF á, thì khi các bạn mở lên, các bạn in đối với hai mặt á, thì nó rất là khó xử lý. Do đó là các bạn nên, khi mà khách hàng đưa vào trong cái file PDF thì các bạn nên mở phần Corel lên để các bạn xử lý cho nó dễ hơn. Thì đây khách hàng cần in 500 tờ rơi khổ A5. Thì bây giờ mình sẽ import cái file PDF vào để mình xử lý. Thì các bạn mở Corel lên, các bạn vào trong file, các bạn vào trong import, hoặc là các bạn bấm Ctrl Y đây nè. Các bạn bấm Ctrl Y. Sau đó các bạn sẽ tìm tới cái đường dẫn mà lưu, thì mình đã lưu ngoài desktop nè. Mình sẽ kiếm tới cái phần desktop ha. Đây, tờ rơi nè. Các bạn click vào và các bạn nhấn import. Thì đây là cái tờ rơi, nó có 2 trang. Thì các bạn không cần quan tâm là cái số trang là gì, các bạn cứ bấm OK. Sau khi chờ máy chạy xong thì máy nó sẽ hiện ra một cái mũi tên gốc chữ như thế này nè. Các bạn sẽ nắm, các bạn giữ trái chuột và các bạn kéo kéo cho nó hết cái tờ rơi. Đây là cái tờ rơi của một cái quán ăn ha. Họ thiết kế trên cái khổ A4 và họ xuất ra cái file PDF họ gửi qua cho mình. Thứ nhất, khi mà các bạn đưa vào trong cái phần mềm Corel này, nó có hai dạng. Một dạng mà khi mà khách hàng xuất file PDF mà họ không cần Word mấy cái chữ này như thế này nè, mà họ không cần Word, tức là họ rã cái chữ ra, thì khi có thể là khi mà qua
tới máy của bạn khi các bạn làm thì nó có thể nó lỗi phông chữ. Do đó các bạn nếu mà gặp trường hợp này thì các bạn sẽ điện thoại cho cái người gửi, kêu họ yêu cầu là cần vượt chữ. Các bạn chỉ nói là cần vượt cái chữ thôi là người ta sẽ hiểu rồi, trong trong phần người thiết kế người ta sẽ hiểu họ sẽ cần vượt cho mình và họ sẽ gửi lại. Thì đây mình có hai file, một file mặt trước và một file mặt sau. Bây giờ mình sẽ xử lý một cái file mặt trước như thế này. Thứ nhất là họ đang cần cái khổ tờ rơi A5. Thì các bạn bây giờ các bạn hãy, một là các bạn sẽ vẽ một cái khung đúng kích thở A5, hai là các bạn đưa cái này về A5 cho mình, rồi sau đó mình xử lý sao. Ở đây các bạn sẽ thấy nè, cái kích cỡ của A5 đây á, đây cái thông số kích cỡ của A5 á, là chiều ngang là 148 và chiều cao là 201. Thì do đó các bạn sẽ kéo nhỏ cái tờ rơi này lại, các bạn đặt nó vào trong cái A5, các bạn kéo các bạn kéo rồi các bạn chỉnh cái thông số sao cho hợp. Ví dụ ở đây mình ở đây thì mình thấy ở đây nó nấy ha, các bạn sẽ thấy nó có phần trắng như này, mình sẽ trừ những cái phần trắng ra. Thứ nhất bây giờ mình sẽ đặt ở đây là 140, ở đây là 210, thì mình đã trên kia là mình trừ là 0,8 rồi, thì ở đây mình là 202. Đó, như vậy là các bạn sẽ rút lại, các bạn bấm chữ B cho nó vào trong hết trong cái phần này, vào hết trong cái phần cái khổ giấy A5 này. Rồi sau đó các bạn sẽ kẻ một cái khung đúng bằng kích thước của khổ A5 này. Ở đây là một khổ A5 là ngang là 148 đúng không, cao là 210. Các bạn bấm Enter và các bạn bấm chữ B để cho nó vào. Rồi sau đó các bạn sẽ đưa cái tờ giấy này về khổ A4 lại, và các bạn cho cái khổ A4 này nằm ngang. Bây giờ mình xử lý là trên một tờ A4 nó sẽ được hai con A5. Thì bây giờ mình sẽ nhân đôi con này lên các bạn chọn hết cái vùng cái tờ cái vùng đối tượng này nè. Rồi sau đó các bạn vào trong cái phần thằng formation á. Nếu các bạn chưa có ở đây thì các bạn có vào trong cái phần offset. Các bạn vào trong cái thằng offset là các bạn hạ xuống, các bạn vào trong formation nè. Các bạn vào ha formation. Hoặc là các bạn bấm F7 thì nó ra. Thì ở đây nó có là nhân đôi nè ha. Đây là số lượng copy trên dưới phải trái như cái đợt trước mình đã có hướng dẫn các bạn rồi. Thì các bạn lít vào trong đây. Có thể là đối với những cái Corel X7 á, có thể là khi mà ở đây nó đang nằm đây, nếu mà lần đầu tiên thì nó sẽ phân trồng lên. Thì các bạn nhấn vào đây bên đây một cái, sau đó các bạn bấm lại, các bạn bấm apply qua. Rồi sau đó cái đối tượng này nè, cái viền ở ngoài các bạn nên là cho nó ẩn đi. Thì nó ẩn các bạn không phải các bạn xóa đi ha, mà các bạn cho nó ẩn đi. Các bạn có thể là bôi đen, bôi màu trắng cũng được. Hoặc là các bạn để trên cái dấu này nè, trên cái dấu nhân ở trên cái bảng màu, các bạn lít phải chuột thì nó cũng ẩn nha. Đây nè, đó nó ẩn, nhưng mà cái thông số nó vẫn tờ là đúng tờ A5 nha. Rồi sau đó các bạn rút hết hai cái phần này lại, các bạn bấm Ctrl G, các bạn bấm chữ B vào. Thì đây là một cái bản in mà trên A4 của mình ha, các bạn biết là trên A4 nè. Thứ nhất tại sao mình phải kéo nó nhỏ như thế này, và kéo cái nhỏ như thế này nó có lợi hại gì? Các bạn biết là khi đối với những cái tiệm photo của mình thì những cái máy in á, thì cái số lượng mà thường thường những cái tờ rơi này thì cái tốc cái độ dày của nó thì khoảng 150 hoặc là 180. Thì các bạn biết là ở đây khi mà vào nhìn vào cái tờ rơi, các bạn sẽ thấy là cái đường line của họ làm rất là nhỏ. Đường line họ làm rất là nhỏ. Và nếu mà các bạn mà in đúng cái thước A5 luôn, các bạn dàn lề A5 á, thì cái máy đối với những cái máy nào cũng vậy, máy in phun hoặc là máy in laser thì nó phải cách lề là 3 ly ha, nó phải cách đều lề là 3 ly chứ nó không thể nào mà nó in tràn lề được. Hoặc là nếu một số máy in phun mà các bạn in tràn lề nó rất là lâu, thời gian rất là lâu. Do đó là mình nên khi mà mình nhìn một cái bản in thế này hoặc là những cái bản in nào đó cũng được, thì các bạn khi mà các bạn xử lý bản in thì các bạn nên bóp cái bản in nhỏ lại để khi mà cái máy in của mình nó đã tràn lề, nó đã in là chừa 3 ly rồi, thì cái đường line này nó vẫn thấy. Và sau khi á mà mình in như thế này ra, mình in hai mặt thì mình chỉ cần cắt một cái đường này thôi ha, mình chỉ đưa máy mình cắt một cái đường này. Thì bây giờ ví dụ như ở đây thì nó có lệch qua một chút xíu ha, nó có lệch qua chút xíu thì chúng ta cái bản in nó vẫn đẹp, cái bản in nó vẫn đẹp và nó vẫn đồng đều. Chứ khi mà các bạn mà ví dụ như khi mà các bạn mà xử lý tràn lề luôn, thì khi các bạn cắt á,
cái bàn cắt á, có thể là các bạn lem, có thể là mắc đường lai này. À, tại vì các bạn biết là cái giấy á, thứ nhất là cái giấy nó mình á, có đôi khi là cái giấy mình mua về nó không đều kích thước hoặc nó bị méo nó gì đó. À, thì thứ hai nữa là do cái máy có thể là bắt giấy nó không có đều, do đó là khi mà các bạn bỏ vào, nếu các bạn làm mà in tràn lề, in tràn luôn thì nó sẽ bị phàm cái bản in. À, mình xử lý rất là khó, do đó là các bạn làm gì làm, theo cái kinh nghiệm của mình làm thì tất cả các bản in thế này thì mình đều bóp nhỏ lại một chút và mình trừ lề để sau khi mình in ra xong mình chỉ cắt làm đôi thôi. À, nếu đối với A5, còn với A4 á, đối với A4 cũng vậy thì mình cũng phải cắt, còn mình phải trừ, mình phải bóp nhỏ lại tràn lề hết. Thì đối với cái mặt số 2 thì các bạn cũng làm như thế đó, rồi sau đó các bạn chọn in hai mặt trong cái máy, cái này mình sử dụng cái máy 830 DN mình in. Thì trước khi in á, mình cũng đã thỏa thuận giá với bên khách hàng rồi, tại đây là một cái đơn hàng gấp với số lượng là 500 tờ thì khoảng 250 tờ A4. Các bạn thấy đây là màu rất là nhiều nè, thứ nhất là cái bản màu giống như bản full màu, bản full màu, do đó các bạn nên tự động là tìm giá, thỏa thuận giá với khách hàng trước sau đó chúng ta mới in. Tại vì khi mà cái bản full màu này in ra thì cái màu sắc nó rất là nhiều và cái mực của mình nó hao rất là nhiều. Còn những cái khi mà nhận một cái bản in á, mình khuyên các bạn là khi các bạn nhận bản in, các bạn đừng có báo giá vội, mà các bạn nên kêu khách hàng gửi cho mình một cái file in trước để mình xem. Mình xem mục đích để làm gì, coi thử là cái bản màu, cái bản file của khách hàng là cái màu như thế nào. Có thể là người ta đang làm full màu hoặc là không full màu, thì tùy theo cái file in thì mình có thể mình báo giá sao cho nó phù hợp khách hàng, để khách hàng đồng ý thì mình làm. Thì đó là cái cách của mình xử lý một cái file in của khách hàng đem qua cho mình. Hy vọng nó sẽ video này nó sẽ có ích cho tất cả các bạn và các anh chị, đặc biệt là những anh chị nào mà vừa mới vào ngành nghề photo in ấn thì các bạn có thêm một chút cái kinh nghiệm ha. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nếu các bạn yêu thích kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng hoa chuông. Khi mình đăng những video mới lên thì các bạn có thể là theo dõi được những video mới của mình và chia sẻ trong lĩnh vực photo in ấn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye.